Rồi quý vị ơi, hôm nay là 30 tháng 5 2021 nha quý vị. Cái bonsai đầu tiên tôi giao lưu quý vị hôm nay là bonsai 301 nha quý vị. 5 cây 250 bao ship toàn quốc nha quý vị. Đó, giờ bữa nay tôi bán giá hữu nghị cho quý vị chơi nha. Coi như bán cái này một lô tôi trừ hết chi phí ra tôi lời được có 30 ngàn thôi nha quý vị. Cho nên mấy quý vị thông cảm nha, anh nào mà quen có mua gọi thì ship COD nhận cây trả tiền nha quý vị. Còn anh em nào mà chưa có mua lần nào thì thông cảm nha, chuyển khoản trước nha quý vị. Nếu quý vị mà có điều kiện thì quý vị cứ mua nha, còn không thôi nha quý vị. Vẫn vui vẻ nha, chứ đừng có phiền muộn hay là buồn phiền gì hết nha. Nói sao có 250 mà phải bắt chuyển khoản trước nha quý vị. Bây giờ thiệt giả lẫn lộn không ai phân biệt được hết trơn nha quý vị. Nói chung là không ai biết ai hết trơn á. Nếu có điều kiện thì cứ mua, còn không điều kiện thôi nha quý vị. Tại vì bán 5 cây như vậy mà có 250 bao ship à. Trừ hết tất cả ra tôi còn được có 30 ngàn thôi nha quý vị. Lời được có 30k chót lọt là tiền vô túi tôi lời được có 30k nha. Nhưng mà công cán là rất là vất vả nha. Rồi sao? Bán cho quý vị rồi nhiều quý vị mua không nhận. Không nhận mà cái tiền cước mà đi cước về là tôi hết 100 ngàn nha quý vị. Quý vị thấy không? Bán lời có 30 mà cước đi cước về á. Anh này mua 5 cây mà không nhận hàng. Nếu mà tôi COD cho anh mà tôi không, anh không nhận hàng mà đi về là tôi lỗ hết 100 ngàn rồi. Cước đi cước về. Rồi cây tôi nó bị hư hết, si hết trơn rồi, chăm sóc rất là lâu mới phục hồi lại. Đó, quý vị thấy chưa? Cho nên thông cảm nha, tôi nói rõ ràng vậy quý vị thông cảm ha. Anh nào có điều kiện á, có bắn tiền được, có chuyển khoản được, ví dụ vậy nha, thì mua, còn không thôi nha, vẫn vui vẻ nha. Chứ không có cái gì mà buồn vui hết trơn nha quý vị. Rồi, cái này là cái trò chơi thôi chứ không có gì mà phải vui với buồn nha. Có 250 rồi, có 5 cây về chơi rồi. Nó cũng giống như cái trò chơi vậy, trò chơi thì phải vui chứ không có cái gì phải buồn nha. Anh nào có điều kiện thì mua, không điều kiện thì thôi chứ không có gì cả. Rồi vậy nha, vui vẻ nha, tôi nói hết cái lòng của tôi vậy đó. Đây là 4 cây ha, giờ tôi quay từng cây nha, cái clip này hơi nói nhiều một chút nha. Đây là một nè. Nói đừng cho anh nào có coi clip này thấy rõ nha, chứ để nó sao có 250 mà chuyển khoản nha. Cây số 2 nha. Lời được có 30 ngàn thôi nha quý vị. Tôi mà đi tới đây, tôi đi mua tới đây, tôi mua mà đi về hết 230 cây số nha. Bận đi 115, bận về 115 là 230 cây nha quý vị. Để về mua bán cho quý vị cho vui nha. Đó, tôi giờ chỉ còn sâm hương bán nhưng mà cũng hết hàng luôn rồi, lâu lâu lên vài cây. Còn lại là đi lấy đồ này về bán cho nó vui nha quý vị. Lâu lâu bán vài lô vậy đó. Bán ghiền quý vị ơi. Mấy chục năm mua bán rồi nghỉ không được, nó buồn. Rồi đây là số 1 2 3 4. Cây này nó cây sâm núi nha quý vị. Sâm núi này sâm núi trái nha, cái tàn chà bá lửa luôn quý vị thấy không? Về là có cái cây có cái phơm tròn tròn chơi quý vị, cứ tỉa cho nó tròn vậy nè. À, muốn ra trái thì xịt cho nó miếng phân. Phiên phân mà nói về thiên ra qua ra trái á. Atunip đồ cũng được vô vậy. Rồi cắt nước cho nó khô vài ngày cho nó khô, xào lá nạp nước vô nha là nó ra trái thôi nha quý vị. Rồi xuống Vi ơi. Tiếp mình nói nhiều tới 3 phút mấy. Xuống luôn.